Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi và sau đây các phần tin liên quan đến Việt Nam. Philippines đã kiểm soát kỹ công dân Việt Nam vào nước họ. Sở Di trú Philippines cảnh báo các công dân Việt Nam phải đảm bảo có những lý do hợp lệ nếu muốn tới nước này. Cơ quan này nói mới đây đã ra lệnh kiểm soát chặt chẽ việc công dân Việt Nam nhập cảnh sau khi phát hiện có đường dây chuyên tuyển dụng người làm việc bất hợp pháp tại Philippines. Trang tin Inquirer.net đã cho biết, Giám đốc Sở Di trú là ông James Moran đã tuyên bố các chiến dịch triệt phá đường dây buôn người bất hợp pháp, cho thấy có tình trạng người Việt được đưa lậu sang Philippines để làm việc. Theo như trang tin Sunstar.com cho biết, tin tức nói có 78 công dân Việt Nam ở quá hạn visa và những người này thừa nhận họ được tuyển mộ đi Philippines làm việc. Luật sư Tonet Bukasas Moncroben đã nói yêu cầu kiểm soát chặt được đưa ra từ sau vụ khám phá ra đường dây bất hợp pháp nói trên. Trước khi nhóm 78 người này bị phát hiện, theo như luật sư Moncroben, đã có hơn 100 người khác đầu hàng giới chức và xin được tuyên bố là thuộc dạng nghèo khổ, lao động tại Việt Nam và đã làm việc tại Philippines, thường làm các công việc giúp việc nhà, bán hàng rong, thợ mộc hoặc các ngành nghề lao động phổ thông, rải rác ở các tỉnh khác nhau. Họ tới từ khoảng 2-3 năm trước nhưng không xin gia hạn visa, được do là khó khăn về tài chính. Bà Moncroben đã được Inquirer dẫn lời, họ không đi theo nhóm mà đi đơn lẻ 1, 2 hoặc 3 người mỗi chuyến bay. Họ chỉ được trả khoảng 5.000 peso, theo như tiền Philippines là khoảng 105 đô la Mỹ mỗi tháng. Bà luật sư cho biết thêm, hiện Sở Di trú Philippines nói tính đến thứ Ba 9 tháng 8 năm 2016, họ đã nhận được 69 yêu cầu tương tự, xin được cứu xét và thuộc dạng nghèo khổ. Giám đốc Sở Di trú đã ra lệnh cho các nhân viên di trú tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino kiểm tra chặt chẽ các trường hợp là công dân Việt Nam vào nước này. Kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, quay lại tình hình của Việt Nam thì tại tỉnh Quảng Ninh, đã cơ quan của tỉnh đã đề nghị là chính phủ không nên vay vốn từ phía Trung Quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị chính phủ Việt Nam chấp thuận sử dụng vốn đầu tư trong nước để thực hiện dự án đường cao tốc Vân Đồn tới Móng Cái. Thay vì phải vay vốn với 300 triệu đô la từ phía Trung Quốc, thì ông Nguyễn Đức Long, chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cho biết là vừa gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ trình bày là không nên vay nguồn vốn ưu đãi 300 triệu đô la từ phía Trung Quốc cho dự án đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái vì số tiền vay này không đủ đầu tư cũng như các điều khoản cho vay rất là khó khăn. Ông Nguyễn Đức Long đề nghị chính phủ chấp thuận cho tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giữ thẩm quyền đầu tư dự án cao tốc theo phương án đầu tư trong nước với tỷ lệ 70-30, tức là ngân sách nhà nước đóng góp 30% và 70% nguồn vốn còn lại từ các nhà đầu tư trong nước. Và theo chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, thì hiện một số nhà đầu tư trong nước rất quan tâm đến dự án này và tính khả thi của dự án là rất là cao. Kính thưa quý vị, là đoàn xe của Phủ Thủ tướng Việt Nam tại phố cổ Hội An đã bị chỉ trích. Video và hình ảnh đoàn xe khoảng 10 chiếc màu đen của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại các tuyến đường được cho là phố đi bộ ở Hội An, Quảng Nam đang gây ra các phản ứng trái chiều trên mạng xã hội và bị chỉ trích là không tôn trọng luật pháp của địa phương. Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, ông Phúc chiều tối tháng 8 tới thăm khu phố cổ ở miền Trung trước khi tham dự một hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch. Các hình ảnh được truyền thông, nhà nước đăng tải cho thấy ông Phúc tươi cười nói chuyện với người dân địa phương, du khách và thậm chí còn chụp cả ảnh selfie với một số người. Theo truyền thông trong nước, đề án phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ được thực hiện từ năm 2004 trên tất cả các phố nằm trong nội vi thủ đô, phố cổ Hội An, gồm 30 đường chính làm trung tâm. Theo như tờ Lao động Điện tử đưa tin ban đầu, chủ trương này nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ tiếng động cơ của xe máy, đảm bảo an toàn cho du khách, đến nay đã trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của Hội An, góp phần rất lớn trong công tác quảng bá văn hóa du lịch Hội An. Kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, cái bản tin vừa rồi của chị Jenny cho biết là chúng ta thấy đó là ở trên Facebook đó, là trong từ buổi sáng ngày hôm nay á, đọc rất là nhiều cái cách mà của những cái người họ viết á, họ nói rằng cái đoàn xe của Thủ tướng đó khi vô trong phố cổ á, tức là cái tấm hình mà chúng ta thấy đó, một cái đoàn xe dài gồm có mấy chục chiếc đậu ở trong cái đường gọi là cái đường đi bộ, mà trên cái đường đi bộ lại có cái bảng cấm.
Thì thành ra đó là người ta mới nói rằng ở Việt Nam đó luật pháp chỉ áp dụng dành cho dân thường mà thôi, chứ không áp dụng dành cho dành cho quan chức chẳng hạn như vậy. Rồi có thể là họ viễn dẫn thế này thế kia là công vụ, nhưng mà chúng ta cũng thấy được một số cái hình ảnh mà các vị nguyên thủ của các nước khác đó, chẳng hạn như bên Mỹ này cũng vậy, tổng thống Barack Obama khi ổng đi đến cái đường đi bộ buộc ổng cũng phải đi bộ mà thôi, chứ ổng cũng không có thể nào ổng chạy chiếc xe của ổng đi vô trong cái đường đó được. Nhưng mà có nhiều người họ đưa ra nhiều cái lời bình luận cũng rất là vui. Chẳng hạn như có một cái câu mà Vi đọc được ở trên Facebook, có một người họ viết á, luật ở Việt Nam á không có áp dụng cho súc vật. Họ viết một cái câu rất là nặng, chẳng hạn như là cái việc là đèn đỏ thì có thể cấm người đi bộ không băng qua đường, nhưng mà không có thể nào cấm chó. Và sau đó thì họ dẫn cái họ để cái tấm hình của cái ông đó đi vô trong cái đường, thì mình thấy đó, nó rất là một cái trời. Mình về Việt Nam mình rất là sợ hãi chỗ nào với không là những cái chỗ đèn đỏ đó thì mình có khuynh hướng là mình cũng ngừng lại, tại mình mướn tài xế riêng để đi cái xe riêng, mình mướn xe hơi riêng. Cái mình ngạc nhiên hết sức là tài xế của mình chẳng ngừng gì cả. Mình thì sợ chết cho nên cứ ngồi sau lưng tài xế, anh à, đèn đỏ anh ở đây mà ngừng đèn đỏ là bị tai nạn. Cho nên là chị để tôi chạy, chị đừng có làm cho tôi bị phân tâm. Chị ở Mỹ chị không biết đâu, luật của Việt Nam nó khác. Đèn đỏ chúng ta vẫn cứ chạy, nếu chúng ta ngừng lại thì chúng ta sẽ gây ra tai nạn. Vậy thì luật giao thông để làm gì? Tại vì có nhiều cái đoạn đường á, tức là Việt Nam mình á là chạy xe theo quán tính. Chị biết không? Thấy mọi người chạy là phải chạy theo luôn. Chứ còn mình mà thấy đèn mình dừng theo đèn á, tức là mình bị cái xe phía sau nó đụng vô đít. Mà thành ra là nó cái chuyện đó nó là rất là khó xử ở tại Việt Nam mình. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn quý vị vào trong chương trình ngày mai.